Sư Tử Gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác một tác phẩm Nhất Tâm Bái Phật, Di Vật Tổ Trèo Tường, được chế tác từ chất liệu đó chính là gỗ nu hương. Và tác phẩm có mã TPQA0055, cao là 59, ngang 39 và dày 9,5 phần. Và tác phẩm được hoàn thiện bằng chất liệu đó chính là gỗ nu hương liền khối với chất nu cán kín mít 100% tác phẩm này các bác nha. Và như các bác chúng ta có thể nhìn thấy là em đang quay tứ diện để các bác chúng ta cùng ngắm. Mặt sau là phần em phay ra, hàng chóp nu, chính thế mà chất nu rất là đẹp và kín mít cả mặt sau luôn các bác nhé. Đằng trước thì là tác phẩm mà em đã được đục rất là cân đối, diện mặt của tượng Phật rất là từ bi, nhân hậu. Và tác phẩm được hoàn thiện bằng chất liệu đó chính là gỗ nu hương. Và đây là một trong những chất gỗ thuộc nhóm 1A hiện nay, chất gỗ rất quý hiếm và giá trị. Và để hình thành được một phôi gỗ nu đẹp thì phải mất rất nhiều thời gian. Và mắt nu này là những cái mắt nu tự nhiên hình thành lên từ những cái vết thương, những dị tật của gỗ do ngày tháng những cái dinh dưỡng dồn vào và tạo nên những cái mắt nu rất là đẹp, hình hài rất là lạ và không giống ai. Và nu thì có rất là nhiều loại nu, nhưng chất nu mắt đỏ, nu cám như bức diện Phật này thì là một trong những chất nu rất là tuyệt vời các bác nhé. Và để sở hữu được những cái diện Phật nu như thế này thì rất là nhiều những bác đam mê đồ gỗ lựa chọn chờ những cái diện Phật nu ở trong nhà. Với rất nhiều ý nghĩa phong thủy tuyệt vời thì diện Phật là một trong những bức tượng được rất là nhiều khách hàng lựa chọn trưng bày trong không gian phòng khách, nơi vị trí cao giáo, đẹp và sang trọng nhất. Việc trưng bày tượng Nhất Tâm Bái Phật không chỉ dùng để trang trí mà còn mang năng lượng tích cực cho những ai đó sở hữu nó. Và nhờ vào ánh sáng nơi Phật chiếu rọi vào mà được thông suốt, giác ngộ và cảm giác giống như là Phật Tổ đang bao bọc, che chở cho vi tu hành. Và ngoài ra thì bức tượng còn mang ý nghĩa nhắc nhở con người ta luôn hướng thiện, thì đó thì Phật sẽ ở cạnh. Và bức tượng này là một trong những bức tượng mà mang lại rất là nhiều ý nghĩa phong thủy tuyệt vời và được hoàn thiện bằng chất liệu đó chính là gỗ nu hương, rất là giá trị các bác nhé. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến tác phẩm này, hãy liên lạc với em qua Zalo và hotline 0346059999 các bác nhé. Và tác phẩm diện Phật này đang có giá bán bên em là 32 triệu đồng. Cảm ơn các bác rất nhiều vì đã xem hết video. Hãy like video, ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều tác phẩm bên em hơn. Xin cảm ơn các bác.